giống cây của vời đấy nhỉ, giống rất giống, giống cây của vời đấy các bác nhìn, giống y hệt luôn này, cái khẩu này này, thân vệ, mỗi tội là cái này là khác, giống như cùng một mẹ ra. Khẩu này với cái khẩu độ cây này nó cao to hơn chút, giống cây của vời hôm trước tôi quay các bạn, giống lắm. Đây số của anh Lực thì anh em mà gọi thì chỉ gọi. To hai người kia nhìn là mình đỗ lại tí thì nó giống cây của vời quá. Hồng ngọc mai con này của anh à? Lực ơi, đi đâu rồi? Hồng ngọc mai đổ tiếp đi. Ôi bố nào chơi nặng nề thế kia không biết. Ngoài những cây hôm hòn đá đau hết cả lưng thế kia. Bác này cả bé kia thích ưa bạo lực sức khỏe nhỉ. Tiếp là nhìn hòn đá từ sáng quá. Rồi à, nhìn kinh quá. Quấn từ sáng rồi, rồi quấn suốt sáng rồi. Không biết. Cái này là nào? Hợp máu nhỉ. Yếu rồi đâu. Hợp máu cái ghê. Tiếp bẻ cái này về đau lưng chết. Đấy, cán bộ thích đá, thích nhiều đá. Theo con cây này đi qua nhỉ? Đang đi uống nước đằng này. Đấy, bác nhìn. Bán được cây kiểu như chút đi được cái ngạn. Nó nặng thật. Đấy quan điểm của mình chứ. Người ta lại cho nó là cái phong cách thẩm mỹ. Cây cối để đâu anh Công? Ôi, lực nhập đội hết cái này rồi. Cây củ hiếu. Cây này nuôi tốt. Nuôi tốt. Cái này nuôi thì to lên. Cái này thì hòm hòm này. Sợ hốc được cái kia rồi. Cây đẹp đấy. Cây non thôi nhưng mà cái dáng nó tốt. Nuôi cái này to. Đấy, mặt sau cái xi thì tốt. Mình không dí được vào đây, vướng cái thành xe. Nhưng mà dữ liệu chăn nuôi tốt. Cây này, cái này, do đồ chăn nuôi mà được. Và kéo này. Sau cây này, giống của vời tích cực. Vời là bên này nó chưa có, không có bên kia. Sang làm anh chưa ký. Cái giấy này bao nhiêu anh Trương? 28 triệu. Nhìn độc đáo ấy nhỉ. $28 đấy, quái ghê ấy nhỉ.
biết mặt nào mặt chính, mặt nào mặt phụ, nó bốn mặt nó đẹp cả. Sao? Chơi chơi từ trên dưới, dưới lên trên được. Không tỉ vết. Tích nằm ngửa hay là nằm úp được hết. Tích ngang nghiêng được, tích chơi mà nào chơi. Qua cái này vác lên vai cũng được. Đấy, quá đẹp. Quá dị, cây cây quá dị. Anh xuống đi. Cây của anh Trương, bắt đầu từ đây là cây của anh Trương. Đây để làm luôn cái số không anh em mới thắc mắc. Đó. Vũ Thư Thái Bình. Đó. Ông kỷ niệm cái gì sao mà. Đấy, người anh em Vũ Thư Thái Bình. Đại đỏ. Thơm lắm. Thì sáng ấy Dũng bảo là mẹ cây rồi. Bảo Hải ra đã thấy đâu cả. Đấy. Gọi anh Hải ra vẫn chưa thấy, mất mất tích. Anh Cường mua chậu về chơi á. Đâu cho thằng ấy mà. À, em tưởng anh xin tiền chậu thì em mới mua quả chậu thích nhỉ. Ôi, còn chỗ nào mà để nữa. Em còn chậu miễn đẹp thôi rồi luôn. Đấy, cái cây điền khá đẹp này. Đẹp. Em mua được 7 phòng. Ăn vứt trong xe chơi. Ba mươi mấy triệu ấy, 35 triệu trước anh em có được vào giá cái này rồi, 35 triệu. Đằng sau kia cái ổi của người đẹp Liên này có một quả lồng lặn hay. Là mua bán tặng cho đấy. Để chặt nhà. Ừ, cái bè này. Đấy, quay đây là chết thật. Ừ. Chết thật. Đây mà phang còn phang vui. Lại ấy à? Lại đây cho cái gậy rãnh này này, khe này này. Nếu ăn nổi. Không ăn được. Ai? Ở nếu mà đưa đây không ăn nổi. Ăn nói chung là tâm sự thế. Rồi nói chuyện vui. Bây giờ ăn được hết. Lạ tại quen này nhỉ. Lại ăn cả xương chết. Đấy hôm này hôm dán hai cái điện thoại luôn. À. Nhưng mà muốn gắn điện thoại này chả thế nào chết. Cái gì? Có xin số rồi. Hải xin số rồi. Hải thì Hải thì vợ về cắt chim. Thôi đừng cắt ngay nhé. Quay lên là tới về mai. Đang quay đến đâu rồi? Yeah. Trèo lên hẳn đây cái. Đấy cứ loanh quanh lang thang ở chợ thôi. Quay như quay trên vệ tinh. Đấy, mình ở không gian nhiều chiều. Con này là bao nhiêu tiền anh Trương nhỉ? Ơi, con này 16. 16. Đúng là cổ lão đấy. Cổ lão 16 triệu. Đây này, các bác nhìn cây bên này của anh Kiện, mặt bên này hóa đẹp. Nhưng mà nó không thuận vì có cái tay bên này. Mặt kia là mặt thuận, phải chơi nhưng mà mặt này liệt hơn. Thôi, cây đấy thì quậy rồi, quay trở lại cây này. Mà đưa tờ này là 5 năm tập. Mà nó dài.
cây, rất điệu cây. Không có lúc nào rẻ hơn lúc này. Rất phong tranh, cây này rất phong tranh. Rất điệu. Giá là giá mùa dịch đấy. Bệ bãi bết bát. Xanh Nam Điền, chất liệu xanh Nam Điền. Cây này cũng là Nam Điền. Okay. Bác em đi Thái Nguyên hỏi đây là bán cây thế nào? Vâng, trả lại đó. Trả 2 triệu 2. Tào nào hắn cứ hắn gọi em bảo là cảm ơn vì là em mua được cây ý. Trả tiền rồi nhưng mà chưa chuyển. Cứ hẹn là lên Thái Nguyên thì vào em chơi. À đấy, thế là hát quyền thiệt rồi. Thường thuộc Việt Nam, Việt Nam là bỏ cái xe nó chạy qua nhà, bảo thế em ơi, hôm nào em hãy gửi cho em báo bộ ra bến xe nhé. Bến xe nó chạy ngay qua vườn, nhưng mà giờ này kiểu trong vườn cứ để bận quá. Chú đi đâm ma, mẹ nó mất, đi trong Đắk Lắk cơ. À, chưa chuyển được rồi. Mỗi mình vừa đấy quen thêm người trong đêm trong giữa trưa, còn để mình phải tưới trực tiếp không ấy được. Mỗi lần tưới là 4 lần. Nói lúc nào rảnh thì gửi ấy. Chậm. Mình hỏi cho cậu xem dàn cái gì ở nhà. Đến nhà lại thấy choáng chết. Đấy, anh Trường các bạn. Mấy năm con đếm đâu có biết một sạch tiền. Cái hóa ra là ok các bác. Xong cây của anh Trương nhé.